giáo dục khai phóng, chủ trương cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát trải rộng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, và điều này sẽ giúp cho người học khám phá được về bản thân và khám phá về thế giới xung quanh họ, để sau này họ có thể linh hoạt hơn trong trong cái con đường công việc, con đường nghề nghiệp của mình. So với giáo dục của đại học truyền thống, khi mà sinh viên chỉ được học những kiến thức và kỹ năng rất là cụ thể cho một ngành nghề nhất định, thì giáo dục khai phóng thì tập trung vào dạy cho sinh viên cái cách học, cách suy nghĩ và cách sống. Có ba cái lợi ích của nền giáo dục khai phóng. Thứ nhất là khả năng phân tích và tư duy phản diện. Thứ hai là những cái sự đào tạo, cái sự rèn luyện những kỹ năng mềm. Và thứ ba là cái cơ hội để các bạn sinh viên có thể thực hành khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong trong cái môi trường đại học khai phóng thì sinh viên được khuyến khích khám phá các lớp học từ nhiều lĩnh vực khác nhau, và các lớp học này thường là giao thoa của nhiều môn học, và các lớp học ở đại học khai phóng thường là nhỏ hơn, và sinh viên có cơ hội để tranh luận và phát biểu ý kiến của mình và lắng nghe ý kiến trái chiều từ từ giảng viên và từ các bạn sinh viên khác. Mô hình giáo dục này giúp cho sinh viên tìm hiểu được vấn đề từ nhiều góc cạnh khác nhau, và sinh viên cũng được khuyến khích là làm nghiên cứu nhiều hơn, đọc nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn. Trong cái quá trình này thì sinh viên sẽ trở nên thật sự là làm chủ cái hành trình giáo dục của mình, và sẽ chuyển sang, phải dần chuyển sang cái cách học chủ động hơn, thiên về phân tích và giải quyết vấn đề nhiều hơn. Thì vì cái sự học không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu kiến thức trong lớp học, mà mình còn phải sử dụng và áp dụng những cái kiến thức đó ở ngoài đời thực, nên là sinh viên ở trong cái môi trường đại học khai phóng có rất nhiều cơ hội để thực hành những cái kiến thức học được ở trên lớp. Sinh viên có thể thực hành qua cái việc là làm nghiên cứu, và sinh viên có thể bắt đầu ngay từ năm năm nhất. Thì thực sự là làm nghiên cứu này, làm cái quá trình làm nghiên cứu thực sự không phải là chỉ giúp cho sinh viên ở bậc cao học làm nghiên cứu, là một cái đề tài, một cái dự án nghiên cứu của họ, mà là sinh viên ở ở các sinh mà cái bậc sinh viên đại học sẽ được đặt ra cái câu hỏi nghiên cứu và được cái sự trợ giúp của giáo sư để tiến hành thí nghiệm và tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình. Thì một cái ứng dụng khác đó là sinh viên ở trong cái môi trường đại học giáo dục khai phóng thì được khuyến khích đi trên những cái chuyến đi thực tế. Thì sinh viên có thể tham gia các chuyến đi này để được tiếp xúc với môi trường và con người xung quanh những cái vấn đề mà mình đang học ở trong lớp, và sinh viên sẽ được làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận để giải quyết cái vấn đề này. Ở các trường đại học khai phóng thì sinh viên được khuyến khích là mình sống trong ký túc xá trong những năm đầu tiên. Ví dụ như ở Westminster thì các bạn sẽ được require là sống trong ký túc xá trong vòng 2 năm đầu tiên. Thì điều điều này, cái requirement này nó sẽ giúp cho sinh viên có được những cái mối thân những cái mối quan hệ rất là thân thiết với bạn học và thầy cô, và dĩ nhiên là xây dựng được những cái mạng lưới, những cái mối quan hệ này nó sẽ giúp cho mình khi mà mình đi kiếm việc sau này. Thì kinh nghiệm của Quỳnh hồi đó Quỳnh đi học thì Quỳnh cảm thấy như là những cái mối quan hệ này nó rất là quan trọng, tại vì khi mà Quỳnh đi xin việc ở Mỹ, ngay cả những cái việc part-time on campus, những cái việc mà mình chỉ làm ở trên trường đại học thôi ha, thì người ta cũng hỏi reference của mình nữa. Người ta cũng cần hỏi là mình có một người professor, hoặc là mình có một người nào mà có thể đóng góp để cho ý kiến về cái khả năng làm việc của mình hay không. Thì đối với sinh viên quốc tế, khi mà các bạn cứ thử nghĩ là sinh viên Mỹ thì người ta lớn lên ở Mỹ, từ nhỏ tới lớn thì người ta có rất là nhiều mối quan hệ. Nhiều khi chỉ là mẹ mẹ làm ở bệnh viện nên là mình có thể đi làm internship ở bệnh viện, hoặc là cô chú gì đó có cái project này ở công ty của họ thì mình có thể tham gia vào cái project đó. Nhưng mà đối với sinh viên quốc tế thì mình có 4 năm để mình xây dựng cái mối quan hệ đó. Nên là khi mà các bạn ở một cái môi trường nhỏ và một cái
một cái môi trường nhỏ như là cái môi trường ở Đại học Khai Phóng, và một cái môi trường mà bạn được nói lên suy nghĩ của mình và bạn interact rất là nhiều với những người professor và những người bạn xung quanh của mình đó, thì nó chắc chắn là ai cũng sẽ tạo được cho mình một cái mạng lưới để mà hỗ trợ cho cái công việc của mình sau này rất là tốt. Và việc mà các bạn sống ở trên ký túc xá của trường á, thì các bạn cũng có thể tận dụng những dịch vụ hỗ trợ của trường về sức khỏe, về tâm lý, về hướng nghiệp. Giáo dục khai phóng buộc các bạn phải va chạm với nhiều thử thách, và ví dụ như sống với một người khác chung một cái phòng nhỏ thì đó cũng là một thử thách, và qua những cái thử thách đó thì nó sẽ trang bị cho các bạn cái kỹ năng để áp dụng trong nhiều trường hợp sau này. Lỡ như mà cuộc đời có đưa bạn một cái vấn đề hoặc là một cái ngã rẽ nào đó mà nó lạ lẫm, thì bạn sẽ ít nhất là cũng có những cái kỹ năng để bạn xoay sở, và bạn không phải là bắt đầu từ con số 0.